Ngoài ra, có 5.761 tàu 38.973 ngư dân hoạt động gian bờ, neo đậu tại các cảng cá, bến cá trong tỉnh. Khu vực biển từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng có 56 tàu 448 ngư dân, từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 163 tàu 1.142 ngư dân. Từ phố Yên đến Kim Giang 204 tàu 1.570 ngư dân, khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa 6 tàu 45 ngư dân, dùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 94 tàu 4.658 ngư dân, khu vực quần đảo Trường Sa có 49 tàu 343 ngư dân hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên Hải Quy Nhơn, các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động phòng tránh. Theo đài ký tượng thủy văn tỉnh Bình Định, hồi 4 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13 độ vĩ bắc, 116,8 độ kinh đông, các đảo sông Tử Tây quần đảo Trường Sa khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 11-100-115 giờ, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 50 km, có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ dĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 170 km về phía Bắc sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 12 115 trừ 135 giờ, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13 độ dĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 260 km về phía Tây Bắc sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 12 115 trừ 135 giờ, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,7 độ vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên, sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40 50 giờ, giật cấp 7. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Campuchia.